Hội nghị lần này sẽ diễn ra trong thời điểm cả nước đang phòng chống đại dịch Covid. Giới Phật giáo cũng đã phải đau buồn kính tiếc cung tiễn Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội về với cảnh giới Niết bàn trùng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư Tôn Thiện Đức ăn ổn định tại vị trí phía trước để cho phép chúng con thực hiện các nghi thức chính. Hội nghị được công nhân Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh, Chư Tôn Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Chư Tôn Đức lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh, quý ngài là viện chủ trụ trì các từ viện, tỉnh xã, tỉnh tất niệm Phật đường trên địa bàn của huyện. Ban tổ chức vinh dự để tiếp đón quý vị lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ, thị trấn Long Giao và các xã lân cận cùng chính quyền sở tại. Quý Phật tử là đại biểu chính thức Đồng Thân Lâm về dự hội nghị. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức kính mời quý quan khách và toàn thể đại biểu cùng trang nghiêm trí mình hướng lên Đức Bổn Sư niệm hồng danh của ngài để cầu gia bì. Bộ phận thực hiện nghi thức chào cờ được chuẩn bị sẵn sàng. Cho phép chúng con đành lễ cung thỉnh Hòa thượng chứng minh khởi niệm. Đạo tràng trang nghiêm hướng về quốc kỳ, đạo kỳ, như quốc kỳ, đạo kỳ, chào, cứu quốc ca. Đạo ca được long trọng cử hành. Bái vọng chư vị lịch đại tổ sư,
Chư Bồ Tát vì Pháp thiêu thân và bái vọng Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch. Để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ kính yêu của đất nước, anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới. Tưởng nhớ chư Thánh tử Vị Đào, các anh hùng liệt sĩ, chư Tăng Ni Phật tử tiền bối hữu công và đồng bào đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn, để đạo Pháp mãi mãi xuân minh. Đồng thời tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Một phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chúng con xin được cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh, cung thỉnh chư tôn đức chủ tòa đoàn, kính mời ban kiểm soát và ban ký cùng thân lâm vị trí điều hành hội nghị. Kính thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý quan khách và toàn thể đại biểu đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa hội nghị. Đạo Phật truyền vào đất nước Việt Nam đã 20 thế kỷ. Giáo lý từ bi trí tuệ vô ngã vị tha của Đạo Phật đã ăn sâu vào nền văn hóa của dân tộc, đã đồng hành cùng dân tộc trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiền nhân của chúng ta đã vận dụng tinh thần tùy duyên bất biến của Phật giáo để hoằng dương chánh pháp, để lợi lạc quần sanh, nên Đạo Phật ở Việt Nam đã trở thành một tôn giáo hộ quốc an dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền trì màng mạch Phật Pháp, nối tiếp lịch sử truyền thừa 2000 năm của Phật giáo Việt Nam. Trong quá trình 40 năm hình thành và xây dựng, trưởng thành và phát triển với phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp hỗ trợ giúp cho giáo hội lãnh đạo tăng ni Phật tử làm nên các Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực lời đạo ít đời, góp phần to lớn cùng với dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày một văn minh giàu đẹp. Kính thưa hội nghị, hôm nay hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự ban trị sự Phật giáo của huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Chính đó là sự kết tinh bằng trí tuệ của tăng ni Phật tử trong chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua. Tổng kết để đánh giá ưu khuyết điểm, để những hạn chế tồn tại nhằm khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ sau hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Hội nghị hôm nay sẽ giới thiệu và suy cử một ban trị sự mới
với đầy đủ những tăng ni Phật tử có phẩm hạnh, có đạo đức, có trình độ và khả năng chuyên môn, giàu lòng hy sinh cống hiến cho Phật sự và điều hành giáo hội, xứng đáng là sứ giả của Như Lai trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, phục vụ dân tộc, nhất là thực hiện tốt phương hướng và nghị quyết mà hội nghị đã đề ra, và đó cũng chính là hội nghị hôm nay. Quang Lâm, để chứng minh và tham dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Hòa Thượng Thích Bù Chánh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng Tòa Thích Thông Hành, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng Tòa Thích Pháp Đăng, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ. Thượng Tòa Thích Nguyên Thuyết, Cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Về phía chủ tọa đoàn của cấp tỉnh, chúng con xin được kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Đạo Huy, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng Tòa Thích Huệ Nghiệp, Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Đại Đức Thích Thiện Trí, Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký Tổng hợp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Đại Đức Thích Quản lý, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Đại Đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Ủy viên Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Về phía đoàn thư ký, chúng con kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhuận Hành, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Đại Đức Thích Thái Tâm, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội huyện Nhà. Về đoàn kiểm soát, chúng con kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Bảo, Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội huyện Nhà. Đại Đức Thích Lệ Bửu, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội huyện Nhà. Về phía đoàn tỉnh để tham gia hội nghị hôm nay, chúng con xin được vinh hạnh để tiếp tước đón Ni sư Thích Nữ Diệu Trí, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng về tham dự. Về phía Ban Trị sự Giáo hội các cấp, chúng con xin được tiếp đón và kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Huệ Ninh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Thượng Tòa Thích Pháp Cần, Hòa Thượng Thích Pháp Cần, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú. Thượng Tòa Thích Huệ Tánh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh. Đại Đức Thích Minh Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thống Nhất. Thượng Tòa Thích Đồng Ngàn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đình Quán. Thượng Tòa Thích Pháp Điền, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Đại Đức Thích Trương Khương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch. Đại Đức Thích Thiện Thường, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu. Thượng Tòa Thích Huệ Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc. Và Thượng Tòa lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trọng Bôm, chúng con chưa nhận được thông tin này, chúng con xin được sám hối và cung kính giới thiệu Thượng Tòa. Về phía quý vị quan khách, chúng tôi đã vinh dự tiếp đón và xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Kim Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy. Ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Ông Hoàng Văn Hiếu, đại diện cho phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai.
và chư vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Đồng Nai. Về phía cấp huyện, chúng tôi đã vinh dự tiếp đón và xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, huyện Cẩm Mỹ. Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Dân vận huyện Cẩm Mỹ, đồng là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhà. Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ. Thượng tá Nguyễn Chánh, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ. Ông Võ Văn Tê, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Mỹ. Ông Trần Phúc Thường, Phó trưởng phòng Nội vụ thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện Cẩm Mỹ. Trung tá Phan Văn Tâm, đội trưởng đội an ninh công an huyện Cẩm Mỹ. Về phía lãnh đạo của xã, chúng tôi vinh dự tiếp đón và xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Triều Linh, Bí thư xã Sông Nhàn. Ông Võ Hồng Hành, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quế. Và quý vị lãnh đạo của các xã, do thời gian hạn chế, chúng tôi dành một tràng pháo tay ưu ái nhất để kính chào toàn thể quý vị. Chúng con sám hối ban trị sự Phật giáo của huyện Trảng Bom do Thượng tọa Thích Thành Đạt, Chánh thư ký của Giáo hội Trảng Bom cũng đã quang lâm để tham dự hội nghị hôm nay. Cho phép chúng con xin được thông qua chương trình hội nghị hôm nay. Sau phần nghi thức, chúng con xin được giới thiệu thành phần tham dự, tuyên bố lý do và bắt đầu phần chính thức của chúng con là giới thiệu thành phần tham dự, xong là đến phần tuyên diễn văn khai mạc của hội nghị do chủ tọa đoàn sẽ điều hành hội nghị. Và tiếp theo là phần tặng hoa chúc mừng. Kế đến là báo cáo tóm tắt tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng chương trình Phật sự của nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ bảy là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm. Thứ tám là tặng bằng tuyên dương công đức của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và tặng giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2016-2021. Thứ 9 là giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào ban trị sự và thường trực ban trị sự Phật giáo của huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ mới. Thứ 10 là ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự và thường trực của ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ mới. 11 Tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. 12 ban trị sự Giáo hội tỉnh tặng nhà, tặng quà lưu niệm chúc mừng tân ban trị sự. Phần thứ 13 là tặng quà lưu niệm chư tôn đức không tham gia ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ 14 là tặng quà từ thiện. 15 là phát biểu của chính quyền địa phương. 16 là đạo từ của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. 17 là nghị quyết hội nghị. 18 là diễn văn bế mạc. Sau cùng là phần hồi hướng kết thúc hội nghị. Sau phần hội nghị, chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức, ban tổ chức kính mời quý quan khách và toàn thể đại biểu sẽ cùng thọ trai thân mật với hội nghị. Kính thưa hội nghị, nhiệm kỳ 5 năm của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ vừa qua đã thực hiện thành công các Phật sự nhất định.
tuy vẫn còn một số hạn chế và khó khăn trong các vấn đề quản lý tăng ni, từ viện và ảnh hưởng khách quan trong điều hành Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ ở nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ mới 2021 và 2026 sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi tập thể của Ban trị sự Phật giáo huyện luôn luôn tiếp thu những ý kiến mới, những ý kiến trung thực để làm tiền đề bổ sung kinh nghiệm đưa vào công tác thực tiễn, khắc phục những tồn tại hạn chế, hầu nâng cao chất lượng công tác giáo hội, phục vụ tăng ni tín đồ Phật tử trong nhiệm kỳ mới. Để tiến hành hội nghị, chúng ta dành một tràng pháo tay kính thỉnh Chư Tôn Đức Chủ Tọa Đoàn chính thức điều hành nội dung chương trình hội nghị hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật dài. Chân thành cảm ơn quý liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hội nghị, thực hiện công văn hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện và thành phố của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nay đổi lại là hội nghị tổng kết và suy kỷ cử nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện và thành phố. Hôm nay tại chùa An Lạc, huyện Cẩm Mỹ, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ long trọng tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự và suy cử nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Còn xin thay mặt đoàn chủ tọa, xin kính chúc sức khỏe toàn thể Chư Tôn Đức, Tăng Ni cùng quý quan khách. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Mở đầu chương trình hội nghị hôm nay, kính mời Đại Đức Thích Quản Lý, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, kiêm trưởng ban tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết Phật sự và suy cử nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Trân trọng kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban trị sự, Chư Tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Chư Tôn Đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, Chư Tôn Đức Tăng Ni, viện chủ, trụ trì các tự viện. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, quý vị quan khách, quý Phật tử cùng toàn thể đang có mặt tham dự, kính thưa hội nghị. Thực hiện sự hướng dẫn của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức hội nghị Phật giáo các cấp huyện, thị thành thuộc tỉnh trên toàn quốc, được sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, hôm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn biến phức tạp, nhằm kiểm điểm đánh giá các mặt Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua và dự thảo phương hướng chương trình Phật sự sắp tới, đặc biệt là suy cử nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 21, nhiệm kỳ 2026, đúng như Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quy định. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, thay mặt ban tổ chức hội nghị,
Xin trân trọng cung đón chư tôn giáo phẩm thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức tăng ni trên địa bàn, ban tổ chức vinh dự được đón tiếp quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể, quý quan khách, thân hào nhân sĩ cùng nam nữ Phật tử. Sự hiện diện đông đủ của chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni và toàn thể liệt quý vị đã làm cho không khí hội nghị vô cùng trang nghiêm long trọng, góp phần tham quan trọng vào sự thành công của hội nghị rất lớn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã được thừa nhận là tôn giáo của dân tộc. Vì sự đồng hành và đóng góp của Phật giáo với dân tộc, tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tích cực hướng dẫn tăng ni Phật tử trên toàn đất nước tiếp tục sứ mạng quần dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Có thể nói, chưa bao giờ đạo pháp có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân như bây giờ. Nhìn chung, thuận lợi là rất lớn, nhưng khó khăn, thách thức không phải là nhỏ nếu chúng ta thiếu sáng suốt và mất tự tin. Hiện nay, hệ thống tổ chức của giáo hội chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, các mặt hoạt động như văn hóa, giáo dục, hoằng pháp lợi sinh, từ thiện xã hội, phúc lợi cộng đồng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự mà tăng ni Phật tử đã thực hiện đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, lợi ích rất lớn trên tinh thần đạo pháp lợi đời. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 được sự hướng dẫn chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, sự quan tâm, quan hệ tốt đẹp, sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện Cẩm Mỹ, sự đồng tâm hợp lực chung tay góp sức của tăng ni và đồng bào Phật tử trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ là nhân tố tích cực để Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà giáo hội đã tín nhiệm giao phó. Trong khi thực hiện và phát triển các chủ trương của giáo hội cũng như của nhà nước, Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã không ngừng tiếp thu cải tiến phương pháp làm việc, nêu cao hiệu quả các mặt sinh hoạt như là chấp hành đúng chủ trương hướng dẫn của giáo hội và chính quyền trên nền tảng quy định của hiến chương, nội quy Ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước. Giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, hướng dẫn giúp đỡ tăng ni Phật tử tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý. Nêu cao tinh thần phục vụ tốt, tận tụy hy sinh, công khai minh bạch, vô tư trong cách xử lý công việc, không thủ đắc, không lợi ích nhóm. Luôn luôn hoạt động vì tiêu chí tốt, đạo đẹp đời, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha, gắn kết hài hòa giữa đạo pháp và dân tộc với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, một mặt kiểm điểm đánh giá ưu khuyết các Phật sự đã qua, một mặt giữ vững kỷ cương kiện toàn bộ máy hành chính Phật giáo huyện Cẩm Mỹ trên cơ sở tuyển chọn thành phần nhân sự tương đối có năng lực, đạo hạnh, dám chịu là trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp để tiếp tục sứ mạng của người đi trước, đồng thời mở rộng nâng cao và phát triển tín hiệu quả của sinh hoạt hành chánh đạo để có đủ điều kiện hòa nhập đồng hành cùng xã hội. Đây chính là tiền đề mở ra một phương thức làm việc mới nhằm phổ cập hóa những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca, thấm sâu vào đời sống thường nhật của chư tăng ni, của quảng đại quần chúng Phật tử. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trên nền tảng tin tưởng vào sự xương minh của đạo pháp và sự ổn định và phát triển của giáo hội trong lòng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc vượt qua những khó khăn thách thức trong lòng chung sức,
chung lòng chung sức xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập phú cường, nhân dân ấm no hạnh phúc, văn minh tiến bộ, giữ vững và phát huy truyền thống văn hóa tâm linh, đạo lý nhân văn của dân tộc. Được sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị cùng với sự chung lòng hoan hỷ của toàn thể đang có mặt nhất định hội nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp. Cầu nguyện Đức Từ Phụ gia trì lực để cho có đủ trí huệ và hùng lực hoàn thành tốt sứ mạng của sứ giả Như Lai, đem chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh, báo Phật ân đức. Thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức cùng liệt quý vị vô lượng cát tường, vô lượng thành tựu, vô biên thắng phước. Bằng tất cả niềm hoan hỷ và hy vọng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Kính chúc hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính thế bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa quý đại biểu, kính thưa hội nghị. Hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự ban sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay rất hân hạnh được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của các lãnh đạo tỉnh và khánh vàng của cơ quan địa phương chúc mừng hội nghị. Trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Trí điều hành phần trao tặng hoa quà chúc mừng hội nghị. Kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Tôn Đức Ban Chứng Minh, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể hội nghị. Sư Tôn Đức Ban Chứng Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quan Lâm Chứng Minh, quý vị lãnh đạo, các cấp chính quyền Quan Lâm về để chứng dự hôm nay, đồng thời có những lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng tại hội nghị sáng hôm nay cho sự thành công tốt đẹp. Về các lẵng hoa, trước hết đó là lẵng hoa của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Về phần lẵng hoa này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lên thay mặt Sư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản lý, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ kiêm Trưởng Ban Tổ chức lên đón nhận. Lẵng hoa tiếp theo chuẩn bị đó là lẵng hoa của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đề nghị hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng lẵng hoa của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Đại Đức Thích Quản lý tiếp tục tại vị trí của mình để tiếp tục đón nhận các lẵng hoa. Lẵng hoa tiếp theo là lẵng hoa của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Phạm Thị Kim Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban dân vận tỉnh ủy lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý tiếp tục đón nhận lẵng hoa tươi thắm này. Đề nghị hội trường cho một tổ vỗ tay thật lớn để chúc mừng lẵng hoa của Ban dân vận tỉnh ủy. Lẵng hoa tiếp theo là lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Hữu, trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý tiếp tục đón nhận lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng lẵng hoa của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Lẵng hoa tiếp theo là lẵng hoa của phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Hoàng Văn Hiếu, đội phó đội an ninh BA02 Công an tỉnh Đồng Nai lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý tiếp tục đón nhận lẵng hoa này. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng lẵng hoa của đội của phòng BA02 Công an tỉnh Đồng Nai. Lẵng hoa tiếp theo là lẵng hoa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Lẵng hoa này chúng tôi trân trọng kính mời ông Võ Thanh Tùng, phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Cẩm Mỹ lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý tiếp nhận lẵng hoa của huyện ủy. Lẵng hoa tiếp theo là lẵng hoa của Công an huyện Cẩm Mỹ. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Chánh, phó trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý tiếp tục đón nhận lẵng hoa này. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Lẵng hoa tiếp theo là lẵng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Sông Nhạn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Hoàng Triệu Linh, bí thư Đảng ủy xã lên trao tặng. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng lẵng hoa này. Tiếp theo là lẵng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa. Chúng tôi trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Huệ Ninh, phó Ban trị sự trưởng Ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý đón nhận lẵng hoa của Ban trị sự thành phố Biên Hòa. Và tiếp theo đó là phần quà của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Quế. Về phần quà này, chúng tôi trân trọng kính mời ông Võ Hồng Hạnh, bí thư chủ tịch xã Xuân Quế lên trao tặng. Kính mời Đại Đức Thích Nhận Hành đại diện cho thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ để đón nhận lẵng phần quà này. Xin trân trọng cảm ơn hội nghị. Kính mời đoàn chủ tọa tiếp tục chương trình làm việc. Kính thưa chư tôn đức, ban chứng minh, chủ tọa đàn và toàn thể hội nghị. Tiếp theo chương trình, kính mời Đại Đức Thích Duận Hành, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh huyện Cẩm Mỹ lên báo cáo tóm tắt tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và trình bày dự thảo phương hướng chương trình nhiệm kỳ Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026. Kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, ban chứng minh, đoàn chủ tọa. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni.
Kính thưa quý vị đại diện các cấp ủy đảng, quý ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ, xã Sông Nhạn và xã Xuân Quế, được sự phân công của Thường trực Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa tư, chúng con xin được báo cáo tóm tắt Phật sự khóa tư nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ năm 2021-2026. Do thời gian có hạn mà báo cáo thì rất nhiệt. Chính vì vậy, chúng con chúng tôi đã gửi đến quý liệt vị bản văn kiện, trong đó đã chứa đựng đầy đủ nội dung cũng như chi tiết báo cáo Phật sự nhiệm kỳ qua. Cho phép chúng con được tóm tắt phần báo cáo này. Về tình hình đặc điểm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, chúng con là một địa điểm vùng sâu vùng xa nhưng luôn hoạt động theo tinh thần của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì truyền thống các hệ phái cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chánh pháp. Thời gian qua, bằng sự nỗ lực hết mình, với 68 cơ sở thờ tự, trong đó có 34 cơ sở được nhà nước công nhận và đã cập nhật vài tuần trước, nhưng do thời gian cách đây vài tuần, huyện của chúng con đã được vinh dự để thành lập thêm một chùa Huyễn Linh tại xã Bảo Bình, là nâng lên là 69 và 35 cơ sở chính thức. Dưới sự điều hành của Tổ chức Giáo hội Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ gồm có 28 ngôi chùa, 1 niệm Phật đường, 2 tịnh thất, 2 thiền thất tăng, 2 tịnh xá ni và 3 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung và 31 cơ sở xây dựng cư trú của tu sĩ chưa được công nhận. Về chức sắc nhà tu hành đang hoạt động trên địa bàn huyện là 103 vị, trong đó 68 vị tăng, 35 vị ni. Trong đó 6 chức sắc có giới phẩm thượng tọa, 4 ni sư, 52 đại đức, 25 sư cô, 1 ni trưởng, 10 sa di và 6 sa di ni. Trong suốt 5 năm qua, Ban trị sự Phật giáo đã được nhiều thành quả tốt đẹp, ổn định từ các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tăng ni để tạo sự phấn khởi. Từ đó đã có đạt những thành công tốt đẹp. Về hoạt động của Ban trị sự huyện Cẩm Mỹ, từ năm 2016 cơ sở đặt tại chùa Hoàng Mai, thị trấn Long Giao, đến năm 2018 được sự đồng ý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, được sự cho phép của Ủy ban dân huyện Cẩm Mỹ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã đặt văn phòng làm việc từ chùa Hoàng Mai về chùa An Lạc, ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ. Ban trị sự thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính từ 8 giờ đến 11 giờ trưa, từ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong tuần. Khi có những công tác Phật sự quan trọng thì các thường trực, thành viên, chuyên trách, lĩnh vực đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện. Về phổ biến các văn kiện của giáo hội và nhà nước, thực hiện tinh thần thông tư của Trung ương Giáo hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã triển khai các nghị quyết, chương trình hoạt động đến toàn thể tăng ni, Phật tử trong huyện như hiến chương, nội quy của giáo hội được tu chỉnh, các thông điệp, thông bạch, công văn, thông báo, báo cáo và các chỉ đạo khác. Ngoài ra, cũng phổ biến các văn kiện từ các cơ quan nhà nước như luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản khác. Tham gia các bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng hành chánh, nghiệp vụ chuyên môn. Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho tăng ni và Phật tử huyện nhà là nội dung hết sức cần thiết. Tất cả đều hưởng ứng tham dự đầy đủ để mỗi cá nhân hiểu rõ hơn nhằm thực hiện tốt những quy định của pháp luật nhà nước, tuân thủ chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đề ra. Về tham gia bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp,
thể hiện quyền làm chủ và nghĩa vụ công dân của hiến pháp quy định, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã triển khai hướng dẫn và tích cực vận động tăng ni Phật tử tín đồ tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ba cấp đông đủ đạt 100%. Đặc biệt, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hiệp thương cùng Ban trị sự để giới thiệu người ra tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã. Kết quả, có một vị đã đắc cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện là Đại Đức Thích Quản Lý, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, và 5 vị là đại biểu Hội đồng Nhân dân của các xã chùa An Lạc, xã Sông Nhạn, chùa Hằng Mai, thị trấn Long Giao, chùa Bảo Quang, xã Xuân Đường, chùa Quảng Vân, xã Xuân Tây, chùa Viên Quang, xã Xuân Đông, là 5 vị trụ trì là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ngoài ra còn có các vị chức sắc tu sĩ tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể cấp xã, cụ thể một vị là thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện, 5 vị là thành viên của Ủy ban Mặt trận cấp xã. Đây là một vinh dự của Phật giáo góp phần vào cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương để có tiếng nói đại diện cho cử tri, nhằm bày tỏ những ý chí, tâm tư, nguyện vọng của tăng ni và đồng bào Phật tử, đồng thời góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Về các ban ngành chuyên môn, về ngành tăng sự, đã thống kê được 28 ngôi chùa, một niệm Phật đường, hai tịnh xá ni, hai tịnh thức ni, hai thiền thức tăng và ba điểm nhóm sinh hoạt tập trung. Còn riêng xã Nhân Nghĩa đã có chủ trương thành lập chùa Cẩm Mỹ là chùa của huyện hội. Những cơ sở đã được công nhận đã thể hiện trong báo cáo. Cùng sự trợ duyên của các cấp, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã rốt ráo cùng với các ban ngành đoàn thể để xét công nhận chính thức thêm 10 cơ sở, đó là chùa Hoàng Đồ, xã Xuân Quế, chùa Liễu Quán Phước Điền, xã Xuân Tây, chùa Bảo Viên, xã Xuân Tây, chùa Phước An Hai, xã Xuân Tây, tịnh thất Lâm Tuyền, xã Sông Rây, tịnh thất Ngọc Xuân, tịnh xá Ngọc Xuân, xã Xuân Tây, chùa Bình An, xã Xuân Đông, chùa Thanh Lương, xã Xuân Tây, chùa Tam Bảo, xã Xuân Tây, thiền thất Chân Như, xã Sông Rây và chùa Hiển Linh, xã Bảo Bình. Và đã đăng ký 3 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: Từ Nguyên, xã Sông Nhạn, Hải Nghiêm, xã Thừa Đức và Từ Tâm, xã Xuân Quế. Về chức sắc, nhà tu hành, tín đồ có khoảng 30.000 tín đồ sinh hoạt tại các đơn vị từ viện trên khắp huyện. Đối với các chùa, chùa Pháp Linh, chùa An Lạc, chùa Hoàng Mai, chùa Đại Phước, chùa Quảng Đức, chùa Viên Quang, chùa Quảng Vân, chùa Bảo Quang, chùa Việt Hoa vẫn duy trì đạo tràng tu bác quan trai, đạo tràng niệm Phật, học giáo lý định kỳ, bình quân mỗi tháng từ 100 đến 150 Phật tử. Về vấn đề tu học, căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng thực hiện lời Phật dạy, hàng tháng Bồ Tát tụng giới, hàng năm tu sĩ an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, trang nghiêm giáo hội, tăng trưởng đạo lực cho chánh pháp được trường tồn tại thế gian, thực hiện các thông bạch hướng dẫn, đã tổ chức các khóa an cư kiết hạ. Hàng năm Ban trị sự luôn quan tâm mở hạ cho chư tăng, chư ni hai điểm hạ riêng biệt, chư tăng tại chùa An Lạc, chư ni tại chùa Quảng Vân. Trong năm 2020-2021, cũng như do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid nên không tổ chức khóa an cư kiết hạ tập trung được. Thay vào đó là tâm niệm an cư tại mỗi cư trú theo tinh thần chỉ đạo của các cấp giáo hội. Về ban hướng dẫn Phật tử, thực hiện theo hướng dẫn của ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai nhằm để ươm mầm cho thế hệ tuổi trẻ trong sáng lành mạnh, sống có ích, không phải chỉ từ xã hội hay gia đình mà đó là trách nhiệm chung của tất cả mọi người mọi giới. Trong tinh thần đó, Ban hướng dẫn Phật tử huyện Cẩm Mỹ dưới sự chỉ đạo của Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức được 2 lần hội trại mang chủ đề ươm mầm trí tuệ tại địa điểm chùa Quảng Vân, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, thu hút hơn 200 em tham gia cho mỗi lần hội trại. Về sinh hoạt đạo tràng thì vào những ngày chủ nhật 14, 15, 30, mùng 1, các tháng các thờ tự trên địa bàn huyện thường tổ chức các khóa tu niệm Phật, tu bát quan trai. Về hoạt động của ban kinh tế tài chánh, do đặc điểm của huyện Cẩm Mỹ là miền núi vùng sâu vùng xa, đời sống chủ yếu của người dân là nông nghiệp,
Do đó hoạt động đóng góp và tài chính của giáo hội, của cơ sở gặp nhiều khó khăn. Vấn đề tự nguyện đóng góp của các cơ sở còn hạn chế, do đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của toàn ban. Về hoạt động từ thiện là một điểm son của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, đã phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật truyền thống dân tộc lá lành đùm lá rách, hưởng ứng lời kêu gọi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền. Tăng ni các tự viện đã tham gia tích cực công tác phụng đạo ích đời, góp phần cùng huyện nhà chăm lo cho người nghèo như xây nhà tình thương, phòng chẩn trị y học cổ truyền đông y, chữa trị cấp thuốc từ thiện, các bếp cơm từ thiện, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ các gia đình chính sách, giúp đỡ học bổng cho các gia đình con em nghèo, ủng hộ các đợt thiên tai lũ lụt của các tỉnh miền Trung, vận động cứu trợ người nghèo, trợ cấp gạo ăn hàng tháng cho các cụ già neo đơn, nghèo khó, ủng hộ quà cho đồng bào nghèo. Trong các năm liền, công tác tuyên truyền vận động Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, tăng ni Phật tử tại huyện nhà tích cực tham gia đóng góp và hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19, như ủng hộ quỹ vaccine, nhu yếu vật tư y tế, tịnh tài tịnh vật, xung phong hỗ trợ tuyến đầu chống dịch cho giáo hội. Chính quyền tại huyện đã cử hai vị ni tại chùa Bảo Minh, xã Thừa Đức, đó là sư cô Thích Nữ Thiện Giác, sư cô Thích Nữ Thiện Tánh và một tăng tại chùa An Lạc, đó là Đại Đức Thích Minh Lực, đã tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Ngoài ra, các cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện với đoàn y bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào tại địa phương huyện nhà. Trên tinh thần đó, trong 5 năm qua, tăng ni và Phật tử toàn huyện đã thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, là dấu ấn, là điểm son tốt đẹp để thể hiện tốt đạo đẹp đời trong tinh thần đoàn kết, yêu nước, phục vụ đạo pháp dân tộc. Theo báo cáo sơ bộ từ công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ sở tự viện trong huyện, với tinh thần từ bi cứu khổ độ chúng sanh, đã tham gia phát động hơn 65 tỷ đồng. Qua đó, các cơ sở cũng đã được các cấp giáo hội, chính quyền các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen, bằng tuyên dương công đức trong những năm qua. Về ban pháp chế đã thành tựu tham gia ý kiến về mặt pháp lý cơ quan và quản lý nhà nước và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của giáo hội, tự viện, tăng ni của Phật tử theo quy định của pháp luật, giám sát kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và công tác chuyên môn nghiệp vụ của các cấp giáo hội huyện, như trường hợp chùa Tam Bảo ấp 10 xã Xuân Tây hiện nay đã được cấp công nhận và bổ nhiệm chủ trì và đi vào sinh hoạt ổn định, và đã tiếp nhận đơn thư khiếu nại tranh chấp giải quyết các trình lên Ban trị sự tỉnh cũng như các cơ quan nhà nước được giải quyết hỗ trợ, như các lĩnh vực về cư trú bất hợp pháp, trường hợp treo bảng hiệu, cũng như các ban ngành đoàn thể đã nhất trí cho chư tăng ni trong tự huyện một cách sống tốt đẹp trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Về ban kiểm soát, nhằm tạo sự hòa hợp đoàn kết, hòa giải cảm thông, tôn trọng hiến pháp, hiến chương, nội quy tăng sự và pháp luật đã quy định, nhiệm kỳ qua đã phối hợp với ban kiểm soát tỉnh và các cơ quan chức năng đã liên hệ giải quyết một số vấn đề các sinh hoạt của tăng ni và Phật tử ở một số cơ sở thuộc địa bàn huyện tương đối là ổn định theo yêu cầu. Về hoạt động của ban thông tin truyền thông, thường xuyên cung cấp đưa tin tức Phật sự lên ban thông tin truyền thông tỉnh, góp phần tích cực tuyên truyền các hoạt động của Giáo hội Phật sự Việt Nam tỉnh Đồng Nai, huyện nhà Cẩm Mỹ. Ngoài ra, ban thông tin truyền thông còn tuyên truyền các hình ảnh liên quan đến hoạt động lễ nghi của Phật giáo tới quảng đại nhân dân và Phật tử am tường. Trong các phong trào chính quyền địa phương phát động, ban trị sự, ban thông tin truyền thông cũng tham gia tích cực và đã truyền đến toàn thể nhân dân cùng tham gia hưởng ứng. Về công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước với phương châm phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, tăng ni Phật tử huyện nhà đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước xây dựng bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt bổn phận của người công dân đối với đất nước, tích cực tham gia phong trào cuộc vận động lớn của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể
động viên các con em gia đình hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tích cực trong hoạt động ít nước lợi dân, bảo vệ cảnh quan môi trường. Hoạt động của đại biểu dân cử đại diện Phật giáo huyện trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị và xã hội tích cực làm tròn vai trò chức năng và trách nhiệm do các cơ quan quy định và giao phó, tham dự đầy đủ các cuộc họp, phản ánh, góp ý xây dựng trong các mặt công tác có liên quan tới tôn giáo và xã hội. Về phần nghi lễ là một công tác trọng tâm không thể thiếu trong các tổ chức sinh hoạt của Đạo Phật, đã gắn liền với đời sống của bà con nhân dân trong cuộc sống dân cư làng xã. Ban nghi lễ đã có những hoạt động hướng dẫn các cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng chánh pháp, tổ chức tốt các lễ hội Phật giáo, những truyền thống trang nghiêm long trọng trừ những thời gian do đại dịch Covid gây nên. Nhìn chung đã tạo được nét đẹp tâm linh, đậm chất Đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự. Về ban hoằng pháp đã thực hiện hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Bằng những điều kiện thuận lợi, hoằng pháp của huyện đã được hoạt động hiện hữu thông qua các thuyết giảng tại các đạo tràng, chùa Bảo Quang, chùa Đại Phước, chùa An Lạc, chùa Quảng Đức, chùa Viên Quang, chùa Pháp Linh, chùa Quảng Vân, chùa Hoàng Mai vào những ngày 30, mùng 1, 14 rằm. Các đạo tràng đều được chủ trì mở các khóa tu tập. Ngoài ra, các kỳ lễ lớn như Phật Đản Vu Lan Báo Hiếu có các buổi giảng nói về ý nghĩa và chủ đề, các buổi giảng do Ban Hoằng Pháp tỉnh và giảng sư về thuyết giảng, còn lại là các chủ trì trực tiếp hướng dẫn giảng dạy cho Phật tử tu tập. Ngoài ra, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ngành hoằng pháp của huyện cũng đã tham gia công tác hoằng pháp nhiều địa phương, nhiều nơi trong nhiều năm qua. Về phần nhận xét và đánh giá yếu khuyết điểm, về phần nhận xét được các cấp lãnh đạo giáo hội tỉnh tin tưởng giao phó, được chính quyền mặt trận các cấp quan tâm, từ ngày ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện để nhận nhiệm vụ mới, Ban trị sự Phật giáo huyện đã hoạch định cho mình một hướng đi mới với những chương trình hoạt động có kế hoạch thực hiện công tác Phật sự của từng năm nhằm hoạt động hiện hữu nghị quyết, mục tiêu, chương trình, phương hướng hoạt động hàng năm đề ra, từng bước thực hiện thành tựu các công tác Phật sự mang đầy ý nghĩa đạo pháp gắn liền với dân tộc để phát triển lâu dài và bền vững. Thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ tăng ni thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ đạo của giáo hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật, nhà nước, luôn quan tâm đến tự viện, đôn đốc tăng ni hành đạo đúng hiến chương, nội quy, ban tăng sự, tu hành theo đúng chánh pháp, tuân thủ luật pháp, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, đảng và nhà nước. Hướng dẫn đồng bào Phật tử tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào nghèo, nêu cao tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật. Trong thành quả tốt đẹp mà huyện Cẩm Mỹ đạt được hôm nay, đó là sự chỉ đạo trực tiếp giúp đỡ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cũng như sự quan tâm giúp đỡ các cấp chính quyền, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, cũng như phòng nội vụ. Về ưu điểm, Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã cố gắng nỗ lực sinh hoạt Phật sự đúng hiến chương, nhưng có chưa xảy ra những điều sai phạm đáng tiếc. Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban sự tỉnh cũng như thông tin công tác Phật sự của Ban trị sự huyện nắm bắt đầy đủ, truyền tải kịp thời đến các từ viện, tăng ni tham gia tích cực phong trào phục đạo ít đời từ thiện xã hội. Về mặt tồn tại và hạn chế, mặc dù nhân sự của Ban trị sự, các ban chuyên ngành của Giáo hội Phật giáo huyện cũng đã được tăng cường sau ngày đại hội khóa tư, nhưng hoạt động chưa đồng bộ, chưa sâu sát, chưa thực sự là chất xúc tác với cơ sở địa phương, nên một số Phật sự triển khai chưa đạt yêu cầu. Do địa bàn rộng, tự viện tăng ni ở các xã vùng sâu vùng xa mà chương trình hoạt động Phật sự từ ngày một nhiều. Hơn nữa, quý vị tiếp cận với công nghệ thông tin được chưa nhiều nên còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác Phật sự chung của Phật giáo huyện. Một số việc bất ổn của các địa phương liên quan tới việc đất đai xây dựng tự viện hiện giải quyết đã được dứt điểm. Tinh thần tự giác của tăng ni đã thể hiện tốt
Bao ban trị sự chưa có kế hoạch của nguồn tài chính ổn định lâu dài dự trữ để hoạt động, nên việc triển khai một số công tác Phật sự trong nhiều năm qua còn nhiều khó khăn, hoạt động chưa chặt chẽ với nhau. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, vừa rồi con vừa tóm tắt bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ. Giờ đây xin được trình bày phương hướng hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ năm 2021-2026. Về tổ chức, phổ biến sâu rộng đến tăng ni, các từ viện, các văn kiện hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy Ban tăng sự Trung ương và ban ngành để tăng ni Phật tử các cơ sở học tập và thực hiện tốt chủ trương đường hướng của giáo hội. Hai là xây dựng ban ngành, ban trị sự huyện, cơ cấu đúng người, đúng việc, có khả năng phục vụ chuyên môn, giúp cho ban chuyên môn thực hiện chức năng của mình, giúp giáo hội hoàn thành các công tác Phật sự. Ba là xây dựng đổi mới quy chế văn phòng Phật sự huyện, các ban ngành chuyên môn, giúp cho công tác Phật sự được đồng bộ hơn. Hiện thứ tư là hiện đại hóa văn phòng và cải cách hành chánh theo tiêu chí nhanh, gọn và hiệu quả có xu hướng chung. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc văn phòng và lưu trữ văn thư, thiết lập trang web của Ban trị sự Phật giáo huyện để cập nhật những thông tin và hoạt động Phật sự, cung cấp những văn bản hành chánh, văn bản pháp luật hiến chương của giáo hội cũng như pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước để tăng ni Phật tử từ đó có công việc liên hệ với Ban trị sự huyện. Đó là những phương hướng hoạt động về cải cách hành chánh của văn phòng Ban trị sự. Về phương hướng về ngành tăng sự, sẽ thường xuyên cập nhật danh sách số lượng tăng ni thường trú và vãng lai, lập danh bầu tăng ni trên địa bàn huyện, hướng dẫn tu hành đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghiêm trì giới luật, hoàn thành nhiệm vụ của tăng ni đối với đạo pháp và dân tộc. Đề nghị Ban trị sự tỉnh trình Trung ương Giáo hội xét tấn phong giáo phẩm cho tăng ni có đủ tiêu chuẩn giới pháp và đạo hành theo nội quy và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quy định, kiện toàn và phát huy ngành tăng sự để giúp Ban trị sự huyện quản lý sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi cho các từ viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường phát huy sinh hoạt và tu học. Ngành tăng sự sẽ đề xuất với Ban trị sự huyện, Ban trị sự tỉnh xét tuyên dương công đức tu học hành đạo đối với tăng ni, nghiêm trì giới luật, có tinh thần xây dựng nội bộ tự viện hòa hợp xứng đáng là nơi tôn nghiêm mọi người quy kính. Kiến nghị cho những tăng ni tạm trú thật tu thật học, gần gũi gắn bó với các từ viện trong huyện có đủ điều kiện cần thiết nhập hộ khẩu thường trú. Về phương hướng của Ban Hoằng Pháp, đề cử giảng sư có đủ năng lực tham gia lớp bồi dưỡng Hoằng Pháp do Ban trị sự tỉnh, Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội tổ chức trước khi vào hạ. Triển khai việc cử giảng sư đến vùng sâu vùng xa hướng dẫn đạo tràng tu học tại các khóa tu Bát Quan Trai, đạo tràng Tịnh Đồ, khóa tu Phật Thất cho Phật tử có tu học. Và sẽ hoạch định được chế độ báo cáo công tác thuyết giảng, số lượng người nghe, số lượt thuyết giảng hàng quý hàng năm để cùng nhau rút kinh nghiệm và phân bổ giảng sư thuyết giảng, thống nhất tư liệu thuyết giảng đúng quy định của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam biên soạn. Về phương hướng của Ban Hướng dẫn Phật tử, sẽ triển khai sâu rộng chương trình hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các từ viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường khai mở đạo tràng Bát Quan Trai, truyền đạt kiến thức Phật học cho Phật tử tu học tại chỗ, tạo ổn định Phật sự tại địa phương. Hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, triển khai vận động trong đồng bào Phật tử, hưởng ứng các phong trào toàn dân đoàn kết ở khu dân cư, đô thị văn minh, góp gần phát triển kinh tế địa phương và xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đỡ đầu các nhà chính sách. Về phương hướng của Ban Nghi lễ, sẽ hướng dẫn thống nhất tổ chức các ngày lễ lớn trong năm như Phật Đản, Vu Lan, Phật Thành Đạo, các lễ tưởng niệm chư tôn giáo Phạm Viên Tịch, cũng như tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, thành lập tiểu ban kinh sư trực thuộc Ban Nghi lễ Phật giáo huyện để có điều kiện giới thiệu đến các từ viện khi có nhu cầu lễ nghi, tiểu ban kinh sư sẽ đến giúp đỡ về pháp sự đạo tràng. Về phương hướng của Ban Văn hóa, sẽ quan tâm tạo thuận lợi các cơ sở trong việc xin chủ trương các cấp chính quyền thủ tục về hành chánh trùng tu sửa chữa bảo toàn công trình có kiến trúc xưa,
hưởng ứng phong trào bảo vệ văn hóa văn nghệ, thực hiện nếm sốc văn hóa mới, giáo dục bài trừ văn hóa phẩm xâm hại đến đạo đức xã hội và đạo Phật, bài trừ các tệ nạn xã hội. Về phương hướng của ban từ thiện xã hội sẽ vận động tăng ni đồng bào tín đồ Phật tử quý mạnh thần quân ủng hộ tình tài tình vật, tạo điều kiện thuận lợi cho ban trị sự cũng các từ viện địa phương đủ điều kiện hoạt động từ thiện. Cử tăng ni có thiện chí tham dự các lớp học hướng nghiệp để phục vụ công tác từ thiện, khuyến khích tăng ni Phật tử tham gia học lĩnh vực chuyên môn như y tế về để phục vụ cho bà con. Kế hoạch dự trữ tịnh tài tịnh vật hàng năm để cứu trợ thiên tai lũ lụt, giúp đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Về kinh tế sẽ cố gắng kêu gọi tăng ni Phật tử địa phương tận dụng đất đai phát triển nâng cao kinh tế tự túc nhà chùa, góp phần ổn định đời sống cơ sở, tạo ra sản phẩm vật chất cho từ viện và xã hội, tạo điều kiện giúp cho các từ viện có điều kiện phát triển kinh tế lâu dài. Sẽ bảo vệ và phát huy công tác trồng cây gây rừng, trồng cây lâu năm khác, vừa mang lại môi trường tinh khiết cho con người, vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương. Về phương hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tăng ni Phật tử, thực hiện tinh thần hội nhập phục vụ đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia các phong trào ít nước lời dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phát động, động viên tăng ni Phật tử tôn trọng sống và sinh hoạt theo pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng đắn chủ trương tự do tín ngưỡng theo pháp lệnh tín ngưỡng và luật tín ngưỡng. Về phần biện pháp thực hiện, nhằm để thực hiện tốt các nhiệm vụ phương hướng đề ra ở trên, ban trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra một số nhiệm vụ sau. 1. Tăng cường vai trò kỷ cương lãnh đạo của ban trị sự, thường trực ban trị sự, nêu cao tính dân chủ trong công tác quản lý, không còn thụ động trong các công tác Phật sự được giao, có sự phát tâm từ nguyện bền vững cho sự nghiệp chung. 2. Là phổ biến trong tăng ni Phật tử học tập nắm vững và quán triệt nội dung hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự trung ương và quy chế ngành. 3. Là từng bước triển khai chương trình lên kế hoạch sinh hoạt Phật sự từng thời điểm, từng vấn đề cụ thể cho nội dung cơ bản mỗi Phật sự. 4. Là nắm bắt kịp thời đáp ứng nhu cầu Phật sự hiệu quả. Văn phòng thường trực ban sự huyện và các ban ngành chuyên môn của Phật sự Phật giáo huyện cần liên hệ chặt chẽ thường xuyên với ban ngành chính quyền địa phương để từ đó nắm được tình hình Phật sự, đề xuất ý kiến giải quyết. 6. Là phổ biến các văn kiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong chương trình Phật sự đến tận cơ sở, những công tác ít nước lợi dân, từ thiện xã đội, vân vân. 7. Là hướng tới ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xây dựng một ngôi chùa cẩm mỹ của huyện hội, cũng là nơi văn phòng sinh hoạt chung của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ tại xã Nhân Nghĩa. Với chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ trên đây, toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta hãy nỗ lực thực hiện để xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển và trang nghiêm, hoàn thành tốt các công tác Phật sự của nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, trên đây là báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Tin tưởng và hy vọng rằng bằng những biện pháp và phương hướng đề ra, tất cả toàn thể tăng ni Phật tử trong huyện chung sức chung lòng nhằm đạt được kết quả viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức chứng minh, kính thưa chư tổ đoàn, kính thưa toàn thể hội nghị. Như vậy, bản báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026 đã khép lại, hoàn thành nhiệm vụ của ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021. Giờ phút này,
Thay mặt đoàn chủ tọa, chúng tôi trân trọng kính mời 10 thành viên của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ 2016-2021 tiến lên phía trước để chính thức tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Trân trọng kính mời. Và chúng tôi kính mời Đại Đức Thích Quản Lý, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ chính thức tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức tăng ni Ban trị sự các huyện trong tỉnh, chư tôn đức tăng ni viện chủ trụ trì các tự viện. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, quý vị quan khách, chư Phật tử cùng toàn thể đại biểu đang có mặt tham dự kính thưa hội nghị. Tất cả các pháp hữu vi đều biến dịch thay đổi, không có pháp nào ngoại lệ. Thời gian là một chuỗi liên hoàn vô tận, bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó hiện tại nào cũng sẽ trở thành quá khứ để nhường chỗ cho tương lai tiếp nối. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoạt động theo quy trình đó trong thời gian qua, được sự hướng dẫn chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền các cấp cùng với sự nhiệt tình hoan hỷ chung lòng chung sức của chư tôn đức tăng ni, các tự viện và toàn thể Phật tử đã góp phần rất lớn vào sự thành công các mặt Phật sự của Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện được. Những thành quả đã đạt được trong công tác Phật sự, chúng tôi xin nguyện hồi hướng lên Tam Bảo chứng minh, đồng cầu nguyện chánh pháp cửu trụ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đồng thời chúng tôi cũng kính mong chư tôn đức cùng liệt quý vị hoan hỷ cảm thông đại xá cho những gì chưa hoàn thành như kế hoạch, bởi vì lực bất tòng tâm và thời gian cũng không chờ đợi ai bao giờ. Giờ đây, trước chư tôn đức giáo phẩm, trước toàn thể đại biểu tham dự hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026, thay mặt toàn thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021, xin long trọng tuyên bố mãn nhiệm để hội nghị suy cử tân Ban trị sự đảm nhiệm trọng trách mới, tiếp tục hoàn thành và phát huy sứ mạng cao cả của giáo hội và hội nghị tin tưởng giao phó. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin phép được nhắn gửi đôi điều với tân Ban trị sự để các Phật sự đạt được kết quả tốt. Xin chư tôn đức tân Ban trị sự lưu ý các điểm sau đây. Một, hòa hợp là sức mạnh, là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công. Muốn có tinh thần hòa hợp, trước hết phải có thanh tịnh. Thanh tịnh trong suy tư, thanh tịnh trong lời nói, thanh tịnh trong hành động. Ba nghiệp có thanh tịnh thì việc làm mới có giá trị. Không có thanh tịnh, nhất định không thể có hòa hợp. Không có hòa hợp sẽ không có sức mạnh tập thể. Hai, tôn trọng bình đẳng trong mối quan hệ giữa các thành viên trong Ban trị sự. Làm việc phải dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên dưới hòa hợp, tôn trọng nhau, không áp đặt, không độc đoán, hướng đến chia sẻ nhau để hoàn thành Phật sự chung. Đặc biệt trong khi làm Phật sự, tuyệt đối không bao giờ có ý mưu đồ tranh giành ảnh hưởng, gây chia sẻ nội bộ. Vì tâm bất chính thì không thể có kết quả tốt lâu dài. 3.
luôn luôn có tinh thần tiếp thu học hỏi, sửa đổi cải tiến cách làm việc để nâng cao hiệu quả Phật sự, thái độ tự cao tự mãn, bảo thủ là chướng ngại lớn nhất cho Phật sự chung của giáo hội. Cái tầm phải được hướng dẫn bằng cái tâm thì thành công mới bền vững. Trên đây là những lời chia sẻ tâm huyết của một người đi trước. Rất mong quý vị hoan hỷ quan tâm. Lời cuối cùng xin chân thành kính tri ân Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự tỉnh, Chư Tôn Đức Ban Thường Trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni, các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, địa phương, các ban ngành đoàn thể đã tin tưởng giúp đỡ để Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà giáo hội đã giao phó. Thành tâm cầu nguyện Tam Bảo chứng minh, trân trọng kính chào tất cả quý liệt vị. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Xin chân thành cảm ơn đại đức cùng các thành viên trong ban trị sự. Xin kính mời quý vị trở về vị trí làm việc của mình trong hội nghị hôm nay. Kính thưa hội nghị, trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã hoàn thành các công tác Phật sự xuất sắc và đạt nhiều thành tích tốt đẹp trong được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tán dương công đức. Tiếp theo chương trình là phần khen thưởng cho tập thể và cá nhân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các công tác Phật sự. Giờ đây kính mời đại đức Thích Thiện Trí, phó thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai công bố quyết định và điều hành nghi thức khen thưởng. Xin kính mời đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội nghị, được sự phân công của đoàn chủ tọa, thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin được công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và điều hành phần tặng bằng tuyên dương công đức. Trước hết đó là phần công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai Ban Trị sự số 597 trên quy đề BTS Đồng Nai ngày 30 tháng 11 năm 2021 quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc Phật sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai căn cứ Điều 64 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xét tờ trình số 39 trên TTRBTS ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ về việc tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ sự nhất trí của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai ngày 30 tháng 11 năm 2021 thông qua danh sách tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc Phật sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 quyết định điều 1 nay tặng bằng tuyên dương công đức cho 3 tập thể và 18 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc Phật sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 đến kèm danh sách. Điều 2 tịnh tài kèm theo cho mỗi tập thể là 1 triệu đồng và mỗi cá nhân là 500.000 đồng được trích từ quỹ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Điều 3 Chánh phó thư ký và văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban kinh tế tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Thường trực
và trưởng ban Hòa Thượng Thích Nhật Quang đảng ký văn phòng đã đóng dấu nơi nhận như điều 3 để thực hiện lưu văn phòng. Tiếp theo là danh sách của 3 tập thể và 18 cá nhân. Một tập thể là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. 2. Chùa An Lạc xã Sông Nhạn. 3. Chùa Vãng Văn xã Xuân Tây. Về cá nhân, 1. Thượng tọa Thích Pháp Đăng cố vấn Ban Trị sự. 2. Đại đức Thích Nguyên Thiết cố vấn Ban Trị sự. 3. Đại đức Thích Quản lý trưởng Ban Trị sự. 4. Đại đức Thích Minh Thiền phó Ban Trị sự. 5. Ni sư Thích Nữ Huệ Trí phó Ban Trị sự. 6. Đại đức Thích Nhượng Hành chánh thư ký Ban Trị sự. 7. Đại đức Thích Thái Tâm phó thư ký Ban Trị sự. 8. Đại đức Thích Lợi Bửu phó thư ký trưởng ban pháp chế. 9. Đại đức Thích Thiện Bảo trưởng ban kiểm soát. 10. Sư cô Thích Nữ Quảng Hạnh trưởng ban kinh tế tài chánh. 11. Ni sư Thích Nữ Diệu Liên trưởng phân ban ni giới. 12. Sư cô Thích Nữ Trí Liên ủy viên thủ vĩ. 13. Ni trưởng Thích Nữ An Diệu trụ trì chùa Long Giao xã Long Giao. 14. Ni sư Thích Nữ Ý Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Bình xã Bảo Bình. 15. Đại đức Thích Chiêu Bổn chùa An Lạc xã Sông Nhạn. 16. Đại đức Thích Minh Lực chùa An Lạc xã Sông Nhạn. 17. Sư cô Thích Nữ Thiên Giác chùa Bảo Minh xã Thừa Đức. 18. Sư cô Thích Nữ Thiên Tánh chùa Bảo Minh xã Thừa Đức. Tiếp theo là phần trao bằng tuyên dương công đức sẽ chia thành 4 lượt. Lượt thứ nhất là 3 tập thể, về cá nhân chia thành 3 lượt. Trước hết là tập thể. Kính mời đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. 2. Đại diện chùa An Lạc. 3. Đại diện chùa Vãng Văn tiến lên phía trước để nhận bằng tuyên dương công đức. Về phần trao bằng tuyên dương công đức tập thể, chúng con trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Phó Ban Trị sự Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lên trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 3 tập thể. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng 3 tập thể. Trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng vào vị trí chính giữa để chụp hình lưu niệm. Tiếp theo là 6 cá nhân của lượt 1. 1. Thượng tọa Thích Pháp Đăng cố vấn Ban Trị sự. 2. Đại đức Thích Nguyên Thiết cố vấn Ban Trị sự. 3. Đại đức Thích Quản lý trưởng Ban Trị sự. 4. Đại đức Thích Minh Thiền phó Ban Trị sự. 5. Ni sư Thích Nữ Huệ Trí phó Ban Trị sự. 6. Đại đức Thích Nhượng Hành chánh thư ký Ban Trị sự. Trân trọng kính mời 6 vị cá nhân có tên tại lượt 1 hoan hỷ tiến lên phía trước. Về phần trao bằng tuyên dương công đức này, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bụ Chánh, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban kim chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thay mặt chư tôn đức ban thường trực lên trao bằng tuyên dương công đức cho 6 cá nhân. We'll be right back.
Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng 6 cá nhân. Tiếp theo là 6 cá nhân lượt 2. 1. Đại Đức Thích Thái Tâm, Phó Thư ký Ban Trị sự. 2. Đại Đức Thích Lệ Bửu, Phó Thư ký Ban Trị sự. 3. Đại Đức Thích Thiện Bảo, Trưởng Ban Kiểm soát. 4. Sư Cô Thích Nữ Quảng Hạnh, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh. 5. Ni Sư Thích Nữ Diệu Liên, Trưởng Phân Ban Ni giới. 6. Sư Cô Thích Nữ Trí Liên, Ủy viên Thủ quỹ. Về phần trao bằng tuyên dương công đức này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Huệ Nghiệp, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thay mặt chư tôn đức trong Ban Thường trực lên trao tặng. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng 6 cá nhân tiếp theo. Kính mời chư tôn đức trở về vị trí an tọa. Tiếp theo là 6 cá nhân cuối cùng. Ni trưởng Thích Nữ An Diệu, trụ trì chùa Long Giao. Ni sư Thích Nữ Ý Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Bình. Đại Đức Thích Chiếu Bổn, chùa An Lạc. Đại Đức Thích Minh Lực, chùa An Lạc. Sư cô Thích Nữ Thiên Giác, chùa Bảo Minh. Sư cô Thích Nữ Thiên Tánh, chùa Bảo Minh. Kính mời 6 vị hoan hỷ nhanh chân tiến lên phía trước. Về phần trao bằng tuyên dương công đức này, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực để trao tặng bằng tuyên dương công đức. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng các cá nhân. Kính mời Đại Đức cùng chư tôn đức trở về vị trí an tọa. Phần điều hành công bố quyết định và tặng bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến đây đã hoàn tất. Chúng con xin thành kính tri ân toàn thể hội nghị. Kính mời toàn thể, kính chúc toàn thể hội nghị thành công tốt đẹp. Kính mời đoàn chủ tọa tiếp tục vị trí làm việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng cảm ơn Đại Đức Thích Thiện Trí đã điều hành Phật sự tuyên dương công đức cho toàn thể chư tôn thiện đức để tiếp tục theo chương trình. Kính thưa hội nghị, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã gặt hái được những thành quả Phật sự rất đáng khích lệ, đề nghị nhận những đón hoa đóng góp cho xã hội cũng như nhằm động viên khuyến khích tinh thần tăng ni huyện nhà tiếp tục phát huy thành quả trên, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ quyết định tặng giấy khen cho một số tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Trân trọng kính mời ông Trần Phúc Thuần, Phó Phòng Nội vụ huyện Cẩm Mỹ lên điều hành nghi thức khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện. Trân trọng kính mời ông.
Kính thưa hội nghị, được sự phân công của ban tổ chức, thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng huyện Cẩm Mỹ, sau đây tôi xin công bố quyết định khen thưởng và điều hành nghi thức khen thưởng. Trước tiên, tôi xin công bố quyết định khen thưởng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ. Cẩm Mỹ, ngày 22 tháng 11 năm 2021, quyết định số 2827 về việc tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019, căn cứ luật thi đua khen thưởng năm 2003 sửa đổi bổ sung năm 2013 sửa đổi bổ sung năm 2019, căn cứ nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, theo đề nghị của Phòng Nội vụ huyện tại tờ trình số 476 ngày 16 tháng 11 năm 2021 quyết định điều 1, tặng giấy khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Điều 2, tiền thưởng kèm theo cho mỗi tập thể là 894.000 đồng, cho mỗi cá nhân là 447.000 đồng. Nguồn tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí khen thưởng của huyện. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Quỳnh Tấn Thình đã ký. Kính thưa hội nghị, sau đây là nghi thức trao thưởng. Nghi thức trao thưởng sẽ được chia làm 3 đợt. Đợt thứ nhất là đối với 9 tập thể, đợt thứ hai và thứ ba là đối với 13 cá nhân. Đợt đầu tiên cũng là đề nghị quý vị chúng ta đưa bước lên sân khấu và xếp theo thứ tự đã được đọc. Một, mời đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cẩm Mỹ. Hai, kính mời đại diện chùa An Lạc, xã Sông Nhạn. Ba, kính mời đại diện chùa Hoàng Mai, thị trấn Long Giao. 4. Kính mời đại diện chùa Quảng Vân, xã Sơn Tây. 5. Kính mời đại diện chùa Viên Quang, xã Sơn Đông. 6. Xin kính mời đại diện chùa Thừa Đức, xã Thừa Đức. 7. Xin kính mời đại diện chùa Việt Hoa, xã Bảo Bình. 8. Xin kính mời đại diện chùa Long Sơn, xã Xuân Mỹ. 9. Xin kính mời đại diện tịnh xá Ngọc Bình, xã Hòa Bình. Trân trọng kính mời. Đợt trao thưởng này, chúng tôi trân trọng kính mời ông Huỳnh Tấn Thình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lên trao thưởng. Trân trọng kính mời ông. Thank you.
Kính mời đồng chí lãnh đạo đứng vào giữa đội hình để chụp hình lưu niệm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin cảm ơn đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng các tập thể. Đối với cá nhân đợt 1, chúng tôi trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Pháp Đăng, cố vấn ban trị sự. 2. Kính mời Đại đức Thích Nguyên Thiết, cố vấn ban trị sự. 3. Kính mời Đại đức Thích Quản Lý, trưởng ban trị sự. 4. Kính mời Đại đức Thích Minh Thiền, phó trưởng ban trị sự. 5. Kính mời Đại đức Thích Thiện Bảo, trưởng ban kiểm soát. 6. Trân trọng kính mời Đại đức Thích Nhuận Hành, chánh thư ký. 7. Kính mời Đại đức Thích Thái Tâm, phó thư ký ban trị sự. Trân trọng kính mời. Đợt trao thưởng này, chúng tôi trân trọng kính mời bà Võ Thị Ngọc Lắm, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên trao thưởng. Trân trọng kính mời bà. Kính mời đồng chí lãnh đạo đứng vào giữa đội hình này cho mình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin cảm ơn đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng các cá nhân. Đợt trao thưởng thứ hai, chúng tôi trân trọng kính mời Đại đức Thích Lệ Vũ, phó thư ký trưởng ban pháp chế. Kính mời. Hai, kính mời Ni trưởng Thích Nữ An Diệu, trụ trì chùa Long Giao, thị trấn Long Giao. 3. Kính mời Ni sư Thích Nữ Ý Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Bình, xã Bảo Bình. 4. Kính mời Ni sư Thích Nữ An Diệu, đặc trách Ni giới, trưởng phân ban Phật tử, ban trị sự. 5. Kính mời sư cô Thích Nữ Trí Liên, ủy viên ban trị sự. Kính mời Ni sư cô Thích Nữ Quảng Hạnh, trưởng ban kinh tế, ban trị sự. Trân trọng kính mời. Đợt trao thưởng này, chúng tôi tiếp tục trân trọng kính mời bà Võ Thị Ngọc Lắm, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lên trao thưởng. Trân trọng kính mời bà. Mời đồng chí lãnh đạo đứng vào giữa đội hình để chụp hình lưu niệm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng các cá nhân. Kính thưa quý vị, kính thưa hội nghị,
nghi thức trao thưởng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ. Đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân thành cảm ơn quý vị đại diện cho chính quyền của huyện Cẩm Mỹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Ban Chứng Minh, kính thưa toàn thể hội nghị, để thực hiện truyền thống tốt đẹp 40 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống và chính thức điều hành các hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ 2021-2026. Giờ phút này, chúng tôi trân trọng kính mời Đại Đức Thích Quản Lý thay mặt Tiểu ban Nhân sự cũng như thay mặt đoàn chủ tọa lên đọc tờ trình về việc suy cử các chức danh trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ 2021-2026. Trân trọng kính mời Đại Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mới bạch lên Chư Tôn Đức Chứng Minh, thưa chủ tọa đoàn, thưa toàn thể hội nghị. Sau đây con xin phép đọc cái tờ trình của Ban trị sự và danh sách nhân sự cơ cấu nhiệm kỳ 2021-2026. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, Ban trị sự số 29, tên TRBTS, Cẩm Mỹ, ngày 29 tháng 9 năm 2021. Tờ trình đề án nhân xây dựng nhân sự Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ văn bản số 620 BTS ngày 2 tháng 11 2020 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ cuộc họp ngày 23 tháng 6 2021 của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ về việc thông qua danh sách và chức danh nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 có biên bản đính kèm. Căn cứ thực tế chung của địa phương về số lượng Ban trị sự khóa 5 dự kiến, để đảm bảo nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ có đủ năng lực, đủ tài đức, trình độ lãnh đạo điều hành hoạt động Ban trị sự hoàn thành nhiệm vụ, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khóa 4 nhiệm kỳ 2016-2021 xây dựng đề án cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa 5 nhiệm kỳ 2021-2026 theo tiêu chuẩn thành phần cơ cấu nhân sự như sau. 1. Tiêu chuẩn tăng ni tham gia Ban trị sự nhiệm kỳ 21-26 là người thực sự có uy tín, có đủ năng lực, có đạo hạnh, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết trách nhiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Ban trị sự và điều kiện tham gia công tác Ban trị sự về độ tuổi hợp pháp hợp lý, có kinh nghiệm trong công tác Phật sự, có chuyên môn chuyên ngành. 2. Về số lượng ủy viên Ban trị sự khóa 5 nhiệm kỳ 21-26, căn cứ hướng dẫn của Ban trị sự Phật giáo tỉnh và tình hình thực tế, số lượng tăng ni trên địa bàn huyện Ban trị sự khóa 4 dự kiến số lượng Ban trị sự Phật giáo huyện khóa 5 nhiệm kỳ 21-26 với tổng số là 29 vị. 3. Về cơ cấu ủy viên Ban trị sự khóa 5 nhiệm kỳ 21-26, để Ban trị sự Phật giáo huyện khóa 5 hoạt động hiệu quả tốt, Ban trị sự Phật giáo huyện khóa 4 dự kiến cơ cấu các thành phần nhân sự như sau. 1. Trưởng ban, 1 trưởng ban, 1 phó ban thường trực, 2 phó ban chuyên trách, các ủy viên phụ trách ban chuyên môn của Ban trị sự Phật giáo huyện, 1 chánh thư ký, 2 phó thư ký, 1 trưởng ban kinh tế tài chánh, 1 trưởng phân ban ni giới, 1 trưởng ban từ thiện xã hội, 1 trưởng ban văn hóa, 1 trưởng ban nghi lễ, 1 trưởng ban thông tin truyền thông, 1 trưởng ban hướng dẫn Phật tử, 1 thủ quỹ,
và các ủy viên. Trong đó có các ủy viên đều là mới, cơ cấu lần đầu, đính kèm danh sách. Trên đây là đề án xây dựng Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026, kính trình Ban chỉ đạo công tác Đại hội và Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai xem xét và cho ý kiến chỉ đạo kính trình. Thay mặt Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nơi nhận, Ban trị sự tỉnh báo cáo thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, Ban dân vận huyện Cẩm Mỹ, Phòng nội vụ huyện Cẩm Mỹ, Công an huyện Cẩm Mỹ và Lưu dân phòng. Sau đây, tôi xin đọc danh sách nhân sự tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian không cho phép, chỉ đọc tên và chức danh cơ cấu mới. Mong hội nghị quan hỷ. Về phần chứng minh và cố vấn, 1. Hòa Thượng Thích Bửu Chánh Lê Hà, cơ cấu mới là chứng minh là cung thỉnh. 2. Thượng Tọa Thích Pháp Đăng Phạm Phước Tuế, cố vấn. 3. Đại Đức Thích Nguyên Thiết Quỳnh Văn Ưng, cố vấn. 4. Thượng Tọa Thích Tịnh Nhân Trần Viết An, cố vấn. 5. Thượng Tọa Thích Minh Thanh Đoàn Văn Ân, cố vấn. 6. Ni Trưởng Thích Nữ An Diệu Thạch Thị Ngân, chứng minh ni giới. Về Ban ủy viên thường trực, 1. Đại Đức Thích Quản Lý Phạm Duy Khánh, trưởng ban Ban trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự. 2. Đại Đức Thích Minh Thiền Quỳnh Văn Cẩm, phó trưởng ban thường trực. 3. Đại Đức Thích Thiện Bảo Đinh Văn Châu, phó trưởng ban kiêm trưởng ban Giáo dục Phật giáo. 4. Đại Đức Thích Nhuận Hành Lê Chí Tiến, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký. 5. Đại Đức Thích Tái Tâm Nguyễn Thành Lập, phó thư ký chánh văn phòng. 6. Sa Di Thích Lạc Phong Phạm Tiến Cường, phó thư ký. 7. Đại Đức Thích Lệ Bửu Hoàng Hải Yến, trưởng ban pháp chế. 8. Đại Đức Thích Tịnh Hạnh Nguyễn Trung Âu, trưởng ban thông tin truyền thông. 9. Ni sư Thích Nữ Diệu Liên Trần Thị Bạch Ngọc, trưởng phân ban ni giới. Về phần ủy viên, 1. Đại Đức Thích Chiếu Bổn Quỳnh Văn Hòa, trưởng ban từ thiện xã hội. 2. Đại Đức Thích Pháp Ngộ Nguyễn Tấn Đạt, trưởng ban Phật giáo quốc tế. 3. Đại Đức Thích Thiện Thu Hoàng Thanh Phong, trưởng ban kiểm soát. 4. Đại Đức Thích Quảng Minh Thái Viết Cường, trưởng ban hướng dẫn Phật tử. 5. Đại Đức Thích Minh Lực Nguyễn Văn Tú, trưởng ban kinh tế tài chánh. 6. Đại Đức Thích Tâm Luân Trần Văn Bảo Luân, trưởng ban quần pháp. 7. Đại Đức Thích Pháp Tạng Trần Đại, trưởng ban văn hóa. 8. Đại Đức Thích Đức Trí Quỳnh Văn Long, trưởng ban nghi lễ. 9. Đại Đức Thích Minh Diện Trần Ngọc Đức, ủy viên thủ quỹ. 10. Sư cô Thích Nữ Liên Duyên Duyên Liên Châu Ngọc Dương, ủy viên ban trị sự. Sau đây chúng con đã trình qua cái danh sách nhân sự và chức danh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị. Hội nghị chúng ta đã nghe Đại Đức Thích Quản Lý thay mặt tiểu ban nhân sự đọc tờ trình dự kiến số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự và dự kiến suy cử các chức danh vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt chủ tọa đoàn, chúng con kinh cung thỉnh Thượng tọa Thích Huy lấy bị quyết hội nghị. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, vừa rồi Đại Đức Thích Quản Lý thay mặt đoàn chủ tọa
và tiểu ban nhân sự đã thông qua tờ trình dự kiến số lượng thành phần nhân sự và suy cử các chức danh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Xin hỏi hội nghị đại biểu có ai có ý kiến gì khác không? Không có ai có ý kiến gì khác. Như vậy, tất cả các đại biểu đã nhất trí với tờ trình dự kiến số lượng thành phần nhân sự và suy cử các chức danh ban trị sự theo tờ trình. Xin biểu quyết bằng một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Như vậy, hội nghị đã nhất trí 100% theo dự kiến. Xin chân thành cảm ơn hội nghị. Kính mời toàn thể chư tôn đức và hội nghị đứng lên đồng niệm danh hiệu bổn sư ba lần để đồng suy cử và nhất trí thông qua. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi xướng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hội nghị, như vậy là hội nghị suy cử nhân sự do Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã thống nhất 100% danh sách nhân sự mới. Xin kính chúc tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ và xin kính mời đoàn chủ tọa điều hành tiếp tục chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội nghị. Như vậy hội nghị đã nhất trí suy cử một tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ 2021-2026 với một vị chứng minh ban trị sự, 4 vị cố vấn ban trị sự, 1 vị là chứng minh phân ban ni giới, 19 vị là ủy viên ban trị sự. Giờ phút này kính mời 19 vị ủy viên ban trị sự chúng ta tiến lên phía trước để chính thức phát biểu nhận nhiệm vụ và ra mắt. Kính mời 9 vị ủy viên thường trực chúng ta đứng ở bục phía trên và 10 vị ủy viên chính thức chúng ta đứng ở bục phía dưới. Đại đức Thích Quản Lý, tăng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện sẽ chính thức cùng với các thành viên để phát biểu nhận nhiệm vụ. Kính mời các vị chúng ta hoan hỷ nhanh chân lên, tiến lên phía trên bục. 9 vị ủy viên thường trực chúng ta ở phía trên: Đại đức Thích Quản Lý, Đại đức Thích Minh Thiền, Đại đức Thiện Bảo, Đại đức Thích Nhượng Hành, Đại đức Thích Thái Tâm, Đại đức Thích Lệ Bủ, Đại đức Thích Tịnh Hạnh cũng như là Sư Di Lộc Phong. Chúng ta hoan hỷ đứng ở trên. Giờ phút này Đại đức Thích Quản Lý sẽ thay mặt cho tân ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ chính thức phát biểu nhận nhiệm vụ. Trân trọng kính mời Đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng kính bái bạch chư tôn giáo phẩm ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Kính thưa chư vị quan khách, kính thưa đại hội. Hôm nay trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5 đã tín nhiệm suy cử tân ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 22 thành viên. Thay mặt tân ban trị sự, xin thành kính lễ tri ân Hòa Thượng Thích Nhật Quang, trưởng ban ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chư tôn giáo phẩm ban thường trực ban trị sự
Phật giáo tỉnh, chư tôn đức thành viên ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ không tham gia nhiệm kỳ 2021-2026, và xin chân thành cảm ơn chư tôn đức tăng ni Phật tử trên địa bàn huyện đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi Phật sự hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học và hành đạo theo đúng chánh pháp hiến chương, nội quy ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Kính thưa hội nghị, chúng tôi nhận thức rằng đây là một vinh hạnh lớn lao, nhưng đồng thời đây cũng là một thử thách, một trọng trách nặng nề, có thể vượt quá khả năng gánh vác Phật sự của mình, của mỗi thành viên tăng ban trị sự. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong mỏi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ban trị sự Phật giáo tỉnh, sự góp ý chân thành của chư tôn đức, ban chứng minh, ban cố vấn, ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, sự hỗ trợ quý báu từ các cấp chính quyền, quý cơ quan ban ngành hữu quan và sự trợ duyên tích cực của chư tôn đức tăng ni, viện chủ trụ trì của quý đạo hữu Phật tử thuộc các đạo tràng tự viện trên địa bàn để tăng ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi thành viên tăng ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 xin hứa luôn luôn tự ý thức giữ gìn kỷ cương giới luật Phật chế, tuân thủ các quy định của giáo luật và pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong các hoạt động Phật sự, đặt lợi ích giáo hội lên trên lợi ích cá nhân, đoàn kết hòa hợp giữa các thành viên ban trị sự của tăng ni, chung tay xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nói riêng, góp phần cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai nói chung ngày phát triển và bền vững theo phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư tôn hòa thượng, thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư đại pháp thể Kinh An Tuệ Đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh, huyện, xã, sở tại nhiều sức khỏe, đạt nhiều thắng lợi trong công tác để phục vụ nhân dân, đạo hữu, Phật tử sống an hòa trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời các thành viên tại vị trí của mình. Để động viên và khích lệ tinh thần cho tăng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ 2021 và 2026 tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc, phát triển của Phật giáo huyện nhà, đồng thời để lưu lại cho tăng ban trị sự một kỷ niệm hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự của nhiệm kỳ mới giao phó, trong tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai có khánh vàng để trao tặng cho tăng ban trị sự. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thay mặt chư tôn đức lãnh đạo của Phật giáo tỉnh chính thức trao tặng khánh vàng cho tăng ban trị sự. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng khánh vàng với bốn chữ Phật sự viên thành để cầu chúc cho nhiệm kỳ mới của ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ sẽ hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự mà giáo hội cấp trên giao phó. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho tăng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ của nhiệm kỳ mới. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng trở về vị trí chứng minh. Kính mời các vị trong ban trị sự trở về vị trí của mình an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo chương trình cung kính ngưỡng với bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa hội nghị. Trong nhiệm kỳ qua, các ủy viên ban sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã đoàn kết cùng nhau chung sức chung lòng phục vụ giáo hội để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm kỳ mới này có một số ủy viên vì sức khỏe và tuổi cao nên không tham gia vào ban sự mới. Để bày tỏ sự tri ân cũng như để lại một kỷ niệm trong thời gian nhiệm kỳ qua đã chung sức phục vụ giáo hội, kính thỉnh Đại Đức Thích Quản Lý, Tăng trưởng Ban sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trao tặng những phần quà lưu niệm cho các ủy viên thôi không tham gia ban sự nhiệm kỳ mới. Kính mời Ni sư Thích Nữ Huệ Trí, nguyên Phó Ban sự Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Kính mời Sư cô Thích Nữ Quảng Hạnh, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Kính mời Sư cô Thích Nữ Trí Liên, ủy viên thủ quỹ Ban sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Và trân trọng kính mời Đại Đức Thích Quản Lý, Tăng trưởng Ban sự Giáo hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 21-26 trao tặng quà lưu niệm. Kính mời toàn thể quý ni sư sư cô nhân chứng lên trên để tiếp tục cho chương trình. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hội nghị cho chàng vỗ tay trân trọng cảm ơn A Di Đà Phật. Kính thưa hội nghị, với tinh thần từ bi ban vui cứu khổ, giúp ích cho đời để hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc xóa nhà tạm giúp dân vượt khó thoát nghèo và gia đình nghèo khó khăn vui xuân đón Tết Nhâm Dần, hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu có nhã ý, huyện Cẩm Mỹ có nhà ý ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ 3 căn nhà tình thương trị giá 150 triệu. Kính mời Đại Đức Thích Quản Lý, Tân trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ trao tặng nhà tình thương, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ lên tiếp nhận. A Di Đà Phật, trong 3 căn nhà tình thương này thì được sự hỗ trợ của một là Thượng tọa Thích Huệ Nghiệp, trưởng ban pháp chế ban trị sự tỉnh, trụ trì chùa Phước An 2, xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ. Hai, Thiền Thất Lâm Tuyền, hòa thượng Thích Bửu Chánh, phó trưởng ban kim chánh thư ký ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì Thiền Thất Lâm Tuyền. Ba, Thượng tọa Thích Huệ Ninh, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa, trụ trì điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hiển Linh Tự. A Di Đà Phật, mời ba vị này cùng đồng quan hỷ lên cùng trao. Được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, mời Đại Đức Thích Tịnh Hạnh, giám tự Thiền Thất Lâm Tuyền, xã Sông Rây lên cùng trao quà. Xin hội nghị cho tràng vỗ tay để chúc mừng. Rồi, vỗ tay. Rồi, giờ xin đoàn chủ tọa tiếp tục chương trình.
Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa toàn thể hội nghị, Phật giáo Việt Nam ngàn năm xương nước thịt nối liền, tình sông nghĩa biển mối duyên mặn nồng. Hội nghị hôm nay rất vinh dự được đón tiếp quý vị lãnh đạo đại diện cho Ban Nhân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo tỉnh và các lãnh đạo đại diện huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các cơ quan ban ngành đã đến tham dự tặng hoa và quà chúc mừng hội nghị. Hội nghị hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời ông Huỳnh Tấn Thình, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Phạm Thị Kim Trung, Phó Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, các ông bà đại diện cho các ban ngành của tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai. Kính thưa Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Kim Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Kính thưa Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Phó Ban Ban Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Ban Ban Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Thích Pháp Đăng, Cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Đại đức Thích Quản Lý, Tăng trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ. Kính thưa các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni Phật tử, các vị đại biểu về dự hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ xin được gửi đến các vị đại biểu và toàn thể hội nghị lời hỏi thăm, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tại hội nghị này, thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, chúng tôi xin chia buồn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng bào Phật tử cả nước vì sự ra đi của Đức Pháp Chủ Cố Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ về nơi đất Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần về tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Phật giáo huyện nhà. Phật giáo Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, trở thành tôn giáo đồng hành gắn bó với truyền thống dân tộc Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã tập hợp được lực lượng tín đồ đông đảo để phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì hòa bình của đất nước và nhân loại, tiêu biểu như ngọn lửa trái tim bất diệt của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Phật tử Quách Thị Trang. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, nhiều tăng ni và đồng bào Phật tử đã có công giúp đỡ, bảo vệ cán bộ cách mạng. Truyền thống tốt đẹp đó tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần
hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam với đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào Phật tử đã cùng với đảng bộ và nhân dân huyện nhà ra sức xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng bào, các vị chức sắc, nhà tu hành Phật giáo và đồng bào Phật tử đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình vì người nghèo, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, nêu cao tôn chỉ của Phật giáo, từ bi cứu khổ, phát huy tinh thần tương thân tương ái phục vụ chúng sanh. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn huyện đã đồng hành cùng chung tay với chính quyền địa phương góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tích cực trong công tác hoạt động từ thiện xã hội, thường xuyên vận động, hỗ trợ, ủng hộ địa phương nhu yếu phẩm, giúp đỡ người dân trong vùng có dịch, tín đồ khó khăn với 3.216 phần quà với tổng giá trị là 1.274.000.000 đồng, ủng hộ địa phương 17.000.000 đồng tiền mặt trong phòng chống dịch, 10.5 tấn rau củ quả, 6.5 tấn gạo, 1 căn nhà tình thương trị giá 50.000.000 đồng do chùa Phước An 2, xã Xuân Tây trao tặng, xung phong hỗ trợ tuyến đầu chống dịch do giáo hội chính quyền các cấp kêu gọi, 2 tăng ni chùa Bảo Minh, xã Thừa Đức, 1 tăng chùa An Lạc, xã Sông Nhạn. Thay mặt cho quyền ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của Ban trị sự Phật giáo huyện, các cơ sở Phật giáo, các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào Phật tử huyện nhà trong thời gian qua. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa hội nghị, ngoài những kết quả đạt được trong hoạt động của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nói riêng và của hoạt động Phật giáo nói chung, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại. Đó là tình hình hoạt động và sinh hoạt tôn giáo của một số tu sĩ chưa theo hiến chương của Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam và pháp luật của nhà nước, cũng như vấn đề thuyên chuyển nơi sinh hoạt tôn giáo, việc sang nhượng đất đai, tạo lập cơ sở tôn giáo chưa đúng quy định. Từ đó phát sinh nhiều vấn đề Phật sự không được đồng bộ, việc triển khai các nội dung chưa có sự đồng thuận cao. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ trong chặng đường mới của nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi hy vọng rằng tất cả thành viên của giáo hội sẽ đem hết trí lực và tâm lực của mình để hoàn thành các Phật sự đã được đại hội đề ra, đồng thời tin tưởng với tinh thần gia trì tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự nỗ lực tự thân của các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào Phật tử sẽ giúp cho giáo hội vững tiến, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp. Tôi đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục đi theo đường hướng hành đạo, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội mà Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981 đã đề ra, hướng dẫn giúp đỡ các cơ sở thờ tự và tu sĩ Phật giáo hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cùng tăng ni Phật tử nỗ lực trong công tác từ thiện xã hội, cứu trợ vùng bị thiên tai, ủng hộ xây dựng nhà tình thương, học bổng cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học, xây dựng đường xá, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng như các việc làm an sinh xã hội khác do địa phương phát động, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tập thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới sẽ thống nhất trong nội bộ, cùng chung sức chung lòng xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo huyện nhà ngày càng vững mạnh. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tin tưởng rằng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa và phát huy đường hướng, phương châm hành động, nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, hòa hợp các tôn giáo, góp phần cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, vững bước phát triển
kinh tế xã hội, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với tinh thần đó, một lần nữa, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi xin kính chúc các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các vị đại đức, tăng ni và Phật tử thâm tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và xin kính chúc các vị khách quý dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hội nghị xin được chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Thìn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, đã có lời phát biểu thật chân tình và đầy ý nghĩa, ghi nhận sự đóng góp thiết thực của Phật giáo huyện nhà, đồng thời cũng bày tỏ tình cảm sâu sắc giữa đạo và đời trong tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Xin trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa hội nghị, tại hội nghị sáng hôm nay, đoàn chủ tọa chúng tôi ghi nhận thông tin là sự phát tâm ủng hộ thêm một căn nhà tình thương nữa của Ni Sư Tích Nữ Huệ Trí. Như vậy, nâng tổng số ủng hộ nhà tình thương thành 4 căn nhà. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng Phật giáo huyện nhà đã ủng hộ 4 căn nhà tình thương trị giá 200 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể hội nghị. Tiếp theo chương trình, hội nghị chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chứng minh hội nghị, hoan hỷ ban đạo từ chỉ đạo hội nghị chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chứng minh hội nghị cùng Chư Tôn Thiền Đức Ban Chứng Minh, Chủ tọa đoàn, Chư Tôn Đức Tăng Ni đại biểu. Kính thưa bà Phạm Thị Kim Trung, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, cùng quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ, xã Xuân Nhạn, xã Xuân Quế cùng các xã trong huyện. Trước nhất, thưa ủy nhiệm Hòa Thượng Thích Nhật Quang, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chỉ đạo đại hội cấp huyện, xin kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị lãnh đạo các cấp pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Sau đây, thay mặt ban chứng minh hội nghị, tôi xin có vài lời phát biểu. Trước nhất, xin tán thán công đức của tập thể thành viên ban trị sự và tăng ni Phật tử huyện Cẩm Mỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai giao phó từ 5 năm về trước. Xin tán thán công đức Phật sự về công tác tăng sự và các công tác khác, nhất là thành lập thêm 10 cơ sở tự viện mới, 3 cơ sở điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tập trung theo luật tín ngưỡng tôn giáo. Đặc biệt, dù là huyện Phật giáo còn nhiều khó khăn, nhưng đã đóng góp từ thiện khoảng 65 tỷ đồng. Chúng tôi xin đề nghị tăng ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phát huy tác dụng hơn nữa, phát tâm đóng góp sức khỏe, trí tuệ, tịnh tài tịnh vật theo phương châm cho công tác tốt đời đẹp đạo, thực hiện nghiêm túc phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Những hạn chế tại báo cáo thì ban trị sự phấn đấu để cải thiện càng ngày càng tốt hơn. Nhân dịp này, tôi xin chuyển lời của Hòa Thượng
Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai xin cảm ơn Đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc, ban ngành đoàn thể các cấp trong những năm qua đã giúp đỡ cho ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, giúp đỡ cho tăng ni Phật tử huyện nhà, và nay xin được tiếp tục có lời yêu cầu Đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc, ban ngành đoàn thể tỉnh, huyện và xã tiếp tục trợ duyên cho Phật giáo huyện Cẩm Mỹ để hoàn thành những công tác Phật sự sắp diễn ra nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. Cuối cùng, tôi xin phép quý vị khách quý, đại diện lãnh đạo các cấp để có lời phát biểu đến Thượng tọa Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ cùng quý vị thành viên ban trị sự nhiệm kỳ mới. Xin chúc mừng chư quý vị tăng ni, nhất là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đã có duyên lành cư trú, tu học, hoằng pháp tại huyện Cẩm Mỹ. Vì sao chúng tôi chúc mừng? Bản thân chữ Cẩm Mỹ đã nói lên điều đó. Theo từ điển Hán Nôm thì Cẩm là rực rỡ, là lộng lẫy, Mỹ là đẹp. Cái đẹp rực rỡ, cái đẹp lộng lẫy. Và có thể những người đang ở Cẩm Mỹ có cái đẹp vô cùng rực rỡ và lộng lẫy. Theo Phật giáo thì cái đẹp đó là cái đẹp tâm hồn, cái đẹp thuộc về giới định tuệ, cái đẹp thuộc về từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ. Tăng ni là ngọn cờ đầu cho việc tu hành, là biểu tượng của đạo đức, của giới hạnh, của sự đoàn kết, của từ bi hỷ xả, của chánh niệm và trí tuệ. Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu. Phật giáo Cẩm Mỹ có tồn tại và phát triển được hay không là do sự phát tâm, tu tập, phát huy đạo đức, trí tuệ của tăng ni huyện nhà. Muốn có được điều này, tăng ni Phật tử chúng ta phải thường xuyên suy gẫm và nhớ về những lời dạy trong Phật giáo. Trước khi dứt lời, tôi xin nói về những điều mà liên quan tới lời dạy Phật giáo được thể hiện trong bài thơ Nếu Em Nhớ. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt quay quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Trôi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa một kiếp người. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, trong thầm lặng nguyện làm viên đá cụi, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin kính chúc quý vị được năm điều phước báo theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể tăng ni huyện Cẩm Mỹ tham dự hội nghị hôm nay xin ni giáo phụng hành lời chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, xin chân thành kính tri ân những lời chỉ dạy tha thiết của Hòa Thượng đã thay mặt cho chư tôn giáo phẩm, ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đạo từ chỉ đạo. Kính chúc quý ngài thân tâm thường an lạc, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn có những chỉ đạo kịp thời giúp cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ chúng con trong các hoạt động Phật sự
để hoàn thành nhiệm vụ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể hội nghị, để đúc kết các nội dung của chương trình hội nghị, đồng thời để triển khai tổ chức và thực hiện giờ phút này, chúng tôi thay mặt đoàn chủ tọa kính mời Đại Đức Thích Nhượng Hành thay mặt đoàn thư ký của hội nghị lên trình nghị quyết của hội nghị. Trân trọng kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, thay mặt cho ban thư ký xin được thông qua nghị quyết hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, ban trị sự Cẩm Mỹ ngày mùng 3 tháng 12 2021, nghị quyết hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển được tổ chức trọng thể trong ngày 3 tháng 12 2021, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, chùa An Lạc, ấp 61, sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Hội nghị vinh dự có sự chứng minh của Hòa thượng Đạo hiệu Thích Huệ Tâm, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Pháp Đăng, Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, Thượng tọa Thích Nguyên Thiết, Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Tịnh Đức Ni là Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn là Thường trực Chư Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 10 huyện, thành phố trong tỉnh. Sự hiện diện của quý lãnh đạo, có sự hiện diện của bà Phạm Thị Kim Trung, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, cùng ông Nguyễn Quốc Vũ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Về phía huyện được vinh dự đón ông Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cẩm Mỹ, ông Huỳnh Tấn Thình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, cùng chư vị các cấp lãnh đạo. Sự tham dự của 80 đại biểu chính thức là Chư Tôn Đức Tăng Ni, thành viên Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, là viện chủ, là trụ trì trên địa bàn huyện. Qua một buổi làm việc trong tinh thần pháp lữ, đoàn kết, hòa hợp, với tinh thần trách nhiệm cao, sau khi nghe những báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ, phương hướng chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần nhân sự cũng như danh sách nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026, phát biểu của đại diện đảng bộ, chính quyền, mặt trận và đạo từ chỉ đạo của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, hội nghị thống nhất quyết nghị. Một, hội nghị đồng thuận thông qua báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng chương trình Phật sự 2021-2026. Hội nghị giao tân Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ rút kinh nghiệm từ những thành quả Phật sự đạt được
cũng như những ưu khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, nghiên cứu đề xuất giải pháp hữu hiệu thực hiện thành công nội dung phương hướng chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Hội nghị nhất trí suy cử 25 chư tôn Đức Tăng Ni tham gia thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó gồm 1 vị chứng minh, 4 vị cố vấn, 1 vị chứng minh ni giới, 9 vị ủy viên thường trực, 10 vị ủy viên, do Đại Đức Thích Quản Lý làm trưởng ban, giao tân Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ hoàn tất thủ tục hồ sơ trình Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai xem xét quyết định chuẩn y. 3. Hội nghị cử 5 vị thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027. 4. Hội nghị chân thành ghi nhận những phát biểu chân tình, góp ý thẳng thắn của đại diện đảng bộ, chính quyền mặt trận huyện Cẩm Mỹ và thành tâm tiếp thu chỉ đạo đạo từ thiết thực của Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, giao tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ đưa vào phương hướng chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện. 5. Hội nghị kêu gọi chư tôn đức tăng ni đồng bào Phật tử các giới trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm vì đạo pháp, ý thức bổn phận công dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm chỉnh giáo luật và pháp luật, thực hiện có hiệu quả phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, chung tay góp sức cùng đảng bộ, chính quyền mặt trận huyện Cẩm Mỹ cũng như các địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội trong hiện tại cũng như tương lai. Vừa rồi là nghị quyết gồm 5 điểm, kính trình đoàn chủ tọa lấy biểu quyết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội nghị, như vậy hội nghị đã lắng nghe Đại Đức Thích Nhuận Hành thay mặt Ban Thư ký của hội nghị đã trình dự thảo nghị quyết của hội nghị với 5 điểm. Nếu đại biểu tham dự hội nghị có ý kiến gì khác hoặc ý kiến bổ sung thì cho ý kiến. Như vậy, trong hội nghị đã không có ý kiến gì khác hoặc ý kiến bổ sung. Như vậy, hội nghị đã nhất trí 100% để thống nhất thông qua nghị quyết của hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Xin hội nghị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chính thức thông qua nghị quyết của hội nghị. Xin chân thành cảm ơn. Nghị quyết gồm 5 điểm được hội nghị nhất trí thông qua vào lúc 10 giờ 37 phút ngày mùng 3 tháng 12 2021. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, qua một buổi làm việc tích cực trong tinh thần dân chủ và hoan hỷ, hội nghị tổng kết công tác Phật sự và suy cử nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 đến đây đã hoàn thành các chương trình đã đề ra. Hội nghị thành công tốt đẹp. Để hội nghị thành công viên mãn và hồi hướng kết thúc chương trình, kính mời Đại Đức Thích Thiện Bảo, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ khóa 5 nhiệm kỳ 2021-2026 lên phát biểu bế mạc hội nghị. Kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa quý lật về, được sự phân công của ban tổ chức thường trực Ban trị sự Giáo hội huyện Cẩm Mỹ, con xin thay mặt ban trị sự xin đọc diện văn bế mạc hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5
nhiệm kỳ 2021-2026. Kính bạch chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chư tôn đức tăng ni ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, chư tôn đức tăng ni viện chủ trụ trì các từ viện. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, quý vị quan khách, quý vị Phật tử cùng toàn thể đại biểu. Kính thưa quý liệt vị, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm cao trước tăng ni, Phật tử, hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu, Hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần khách quan, trung thực, thẳng thắn vào sự thật, hội nghị đã đánh giá, nhận xét đúng mức những thành quả Phật sự đạt được, chỉ rõ những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, hội nghị đã xác định phương hướng chương trình Phật sự của Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ hiến chương, quy chế hoạt động của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thông tư hướng dẫn của Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự chỉ đạo của Ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, hội nghị đã suy tôn 25 chư tôn đức tăng ni tham gia thành viên Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó gồm 1 vị chứng minh, 4 vị cố vấn, 1 vị chứng minh ni giới, 9 vị ủy viên thường trực, 10 vị ủy viên đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để đảm đương những Phật sự nặng nề của giáo hội, chư tôn đức tăng ni Phật tử đã tín nhiệm giáo phó. Hội nghị đã suy cử đoàn đại biểu gồm tăng ni chư tôn đức tăng, thành viên của Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ tham dự Hội nghị Phật giáo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời hội nghị cùng nhất trí thông qua nghị quyết Hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026 làm tiền đề giữ vững kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hòa hợp, đoàn kết, cùng nhau xây dựng phát triển bền vững Phật giáo trong thời gian tới. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu tại hội nghị, vì sức khỏe và vì bệnh Phật sự, một số chư tôn đức tăng ni thành viên Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ khóa 4 không tham gia Ban trị sự khóa 5. Hội nghị chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, những cống hiến cho sự ổn định và phát triển của giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ, của chư tôn đức tăng ni thành viên Ban trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ trong nhiệm kỳ qua. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp hoằng dương Phật pháp trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Hội nghị thành kính cảm niệm tri ân công đức thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chư tôn giáo phẩm Ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh,
và chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni trong huyện nhà, các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, đảng cũng như mặt trận đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện để hội nghị được tổ chức trang nghiêm, thành công viên mãn. Hội nghị cũng chân thành cảm tạ Chư Tôn Đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, viện chủ trụ trì và đạo tràng Phật tử từ viện đã luôn kề vai sát cánh cùng Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ trong Phật sự chung. Sự đồng hành, sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của Chư Tôn Đức và của quý vị là nhân tố tích cực góp phần vào sự thành công của Hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Giờ đây, trong niềm hoan hỷ vô biên, thay mặt Chư Tôn Đức, đoàn và ban tổ chức hội nghị, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Hội nghị Phật giáo huyện Cẩm Mỹ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát luôn gia hộ chư Đôn Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni cùng quý quan khách và Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như ý. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa hội nghị, với tinh thần đoàn kết hòa hợp trong tăng ni Phật tử, huyện Cẩm Mỹ của chúng ta sẽ quyết tâm phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam nơi huyện nhà của chúng ta đúng theo cái phương hướng mới, tạo cho tân ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhà hoạt động đồng bộ, ngày càng vững mạnh và phát triển từ mọi lĩnh vực. Và chính đó là sức mạnh tổng hợp và là sự phát triển bền vững của Phật giáo huyện Cẩm Mỹ, nhằm khẳng định được những bước đi đúng đắn ở trong tinh thần đạo pháp của dân tộc, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hành động của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị đã tạo nên một bầu không khí sinh động, sôi nổi, phấn khởi, hoan hỷ và tràn đầy niềm đạo vị. Chương trình hội nghị đến đây đã được kết thúc viên mãn. Kính thỉnh Chư Tôn Thiện Đức, kính mời quý quan khách và toàn thể đại biểu đồng khởi thân cử lễ hồi hướng. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. Một phần lễ thỉnh cung nghinh Chư Tôn Giáo Phẩm hồi quy phương trường, mời quý vị quan khách và Chư Tôn Thiện Đức tại phòng khách.